Nói ngược lại sao? Thì cái câu sau đó thì không có ai nói, nhưng bây giờ thôi mình tạm nói đi. Thì bây giờ tôi tạm nói chùa đẹp mà chứa rác, được không? Cái kia chùa rác mà Phật vàng, còn ở đây là chùa đẹp mà chứa rác. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái đạo lý là cái con người. Con người đạo lý thì cái cảnh nó trở thành ra trang nghiêm, thanh tịnh, quý báu. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta đừng có cái tâm mơ mộng tạo cảnh đẹp để mai kia mình trụ trì, mà phải cố gắng nỗ lực tu, chính mình tu, dạy người tu đàng hoàng, thì đó là cái cảnh đẹp rồi đó. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm, đều đã trồng cội đức từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tịnh tu phạm hạnh, hàng được các Phật ngợi khen, thường tu trí tuệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, nghe thật không dối, chí niệm bền vững. Bậc Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Thì ở đây có nhiều cái điều mình không có làm nổi như các vị Bồ Tát này. Như nói rằng thường tu trí huệ của Phật, đủ sức thần thông lớn, biết khéo biết tất cả pháp môn, thì lấy điều đó mình làm không nổi rồi đó. Nhưng mà ngay thật không dối, chí niệm bền vững, cái đó mình làm được không? Cái ngay thật không dối này có bộ dễ quá mà, phải không? Mà mình bây giờ tu á, có được cái ngay thật không dối không? Giả sử tôi nói như vậy, có một người thí chủ phát tâm rất mạnh, đi tới chùa họ cúng rất nhiều, mà họ cúng trước khi cúng họ hỏi chùa thầy thiếu thốn nhiều ít để tùy đó chúng con giúp. Thì giờ chùa mình thực tình là không thiếu, mà nghe họ hỏi vậy thì nói sao? Nói sao mà để gọi là ngay thật không dối? Thì thế nào cũng đi quanh đi co, chứ không phải giả sử nói tự gọi là hơi hiền lành á, tới bây giờ thì chưa thiếu, nhưng mà có thể thời gian sau cũng sẽ thiếu. Phải không? Thì đó là gọi là cũng là khá ngay thật đó. Thế còn không thì nghe nói vậy cái than rác ruột, ôi chùa tôi thiếu cái này, tôi thiếu cái kia, đủ thứ đó. Bởi vậy cho nên cái đó là một cái tu mà mình thiếu cái ngay thật. Rồi bởi thiếu cái ngay thật cho nên rồi nó không có gọi là trực tâm. Mà không có trực tâm thì đâu gọi là đạo tràng. Rồi kế thêm nữa là chí niệm bền vững, tức là cái ý chí của mình vững như là đá, chứ không có bao giờ rung rinh, không bao giờ lay chuyển. Hai cái điều đó là hai cái điều chúng ta có thể học làm được. Bởi vậy nên rồi cái gì làm được thì chúng ta ráng học, ráng làm. Xá Lợi Phất, Đức Phật qua quan thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm vương tử chưa thành Phật, nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp, Đức qua quan Như Lai quá 12 tiểu kiếp, thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kiên Mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo, ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc, an hành Như Lai ứng cúng chánh biến tri, cõi nước của Đức Phật đó cũng lại như đây. Thì như vậy ở đây nói thì chúng ta thấy có hai cái điểm. Điểm thứ nhất là Đức Phật Thích Ca xuất gia cũng là từ trong hàng vương tử, phải không? Rồi sau này Ngài Xá Lợi Phất cái đời chót thành Phật cũng là ở trong hàng vương tử đi xuất gia, mà hình như nhiều Đức Phật đều như vậy. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta mới hiểu thế nào tại sao chư Phật
và tới cái chuyến chót để đi tu á, đều là con của vua mà đi tu, chứ ít có ai là con của những kẻ bần cố nông như mình đi tu. Là tại sao vậy? Cái điều đó thì chúng ta phải xét nét để là thấy cái giá trị của cái tu. Bởi vì chư Phật khi tu hành tới quả vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ rồi thì cái phước đức nó vô lượng vô biên. Mà đã phước đức vô lượng vô biên thì không bao giờ sanh trong cái chỗ xấu, chỗ ác. Bởi vậy nên các ngài sanh trong cung vương tử, làm vương tử mà đi tu á, thì nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là để cho tất cả chúng sinh thấy rằng ngài là cái người được hưởng mọi cái dục lạc thế gian mà ngài đã từ bỏ, thì người ta khiến cho người ta hâm mộ, kính phục, dễ giáo hóa. Cái thứ hai nữa, ngài là người hàng vương tử đủ quyền đủ thế mà ngài đi tu, thì chúng ta là cái kẻ không có một tiếng quyền thế nào trong tay, thì tại sao chúng ta không đi tu? À, do những cái lẽ đó mà rồi Phật hiện ra ở trong những cái hoàn cảnh đặc biệt là con vua rồi đi tu. Thì khi đi tu rồi thành Phật, cái thời gian thành Phật đó nghĩa là cái tuổi thọ của ngài tới 12 tiểu kiếp. 12 tiểu kiếp chừng bao nhiêu tuổi? Nghĩa là thế gian của mình cái số tuổi cao nhất là 84,000 tuổi. Là 84,000 tuổi, rồi nó giảm xuống thì tới 10 tuổi, trăm năm giảm 10 tuổi, thì một đợt tăng đợt giảm vậy gọi là một tiểu kiếp. Thì tính ra như mà 12 tiểu kiếp thì chừng nhiêu tuổi, không biết bao nhiêu mà kể đó. Như vậy thì nghĩa là ngài trong 12 tiểu kiếp đó rồi ngài tu hành thành Phật, rồi thì khi mà nhân dân trong đó thọ tới 8 tiểu kiếp, đó là nói lên những cái thời gian quá dài, không có thể nào chúng ta tính kể được. Rồi khi đó ngài lại thọ ký trong vị Bồ Tát sau này thành Phật là ngài kiên mãn Bồ Tát. Chỉ kiên là kiên trì, mãn là đầy đủ. Do cái sức kiên trì tu hành đầy đủ hết mọi cái trí huệ phước đức cho nên được thành Phật. Sao lại phát sau khi Phật qua quan đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Xá lợi Phất, đời sau thành Phật, thành đấng Phật tri kia, Phật trí khắp, hiểu rằng Phật qua quan sẽ độ vô lượng chúng, cúng dường vô số Phật, đầy đủ hạnh Bồ Tát, các công đức thập lực chứng được đạo vô thượng. Đó là cái đoạn nói tương lai, dự kiến cho ngày tương lai thành Phật. Quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bửu Nghiêm, quả nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng dân đường xá, cây bãi báo sắc đẹp, thường có hoa cùng trái. Bồ Tát trong cõi đó chí niệm thường bền vững, thành thông ba la mật đều đã trọn đầy đủ. Như vậy thì quý vị mới thấy nghĩa là đây chú trọng Bồ Tát đó cái gì hơn hết là chí niệm thường bền vững. Bởi vậy cho nên mới nói ngài kiên mãn sau này sẽ thành Phật đó. Nơi vô số Đức Phật khéo học đạo Bồ Tát, những đại sĩ như thế Phật qua quan quá độ, lúc Phật làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sao xuất gia thành Phật đạo,
Phật qua quan trụ thế thọ 12 tiểu kiếp, chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp, rộng độ các chúng sanh. Các pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32, xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường. Phật qua quan chỗ làm việc đó đều như thế, đến lưỡng túc tôn kia rất hơn không lai bàn. Phật tức là thần thanh ông, nên phải tự vui mừng. Như vậy thì đây là thọ ký xong cho ngài Xá Lợi Phất. Thì quý vị thấy, trước khi được thọ ký, ngài Xá Lợi Phất đã nói lên cái lòng tin viên mãn của mình đối với cái Phật thừa, tức là tri kiến Phật mà đoạn trước Phật nói đó. Ngài được nghe, ngài vui mừng, ngài chấp nhận, biết rằng điều đó là cái điều hy hữu chưa từng có. Bởi trình bày cái chỗ thích thú của ngài, cho nên liền được Phật thọ ký cho thành Phật sau này. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sử nam, cận sử nữ và cả đại chúng, trời rồng, giả xoa, càng tháp bà, Atula, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, vân vân, thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng. Mỗi người đều cởi y trên của mình đang đắp để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàng Nhân cùng Phạm Thiên Vương vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, qua trời mạng Đà La, qua ma ha mạng Đà La vân vân, cúng dường nơi Phật. Y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển, các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đồng thời đều trỗi dưới các thứ hoa trời, mà nói là rằng Đức Phật xưa ở thành Ba La Mệ, ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Như vậy thì tới đây tất cả trong đại chúng đều hết lòng hoan hỷ để tán thán Phật, nghĩa là ngài trước chuyển pháp luân ở thành Ba La Mệ, bây giờ chuyển pháp luân lần này mới là vô thượng, là cao tột. Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, xưa ở thành Ba Mệ chuyển pháp luân bốn đế phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thượng, pháp đó sâu, rất sâu màu, ít có người tin được. Nghĩa là ngày xưa Phật chuyển pháp luân tứ đế ở tại vườn Ba La Mệ, thì ở nước Ba La Mệ, thì khi đó ngài nói về năm nhóm, tức là năm quẩn, cái tướng sinh diệt của nó để phá cái chấp ngã. Do đó mà các ngài tu hành diệt được cái chấp ngã, chứng được niết bàn. Còn ngày nay ngài chuyển pháp luân, cái pháp luân này rất là diệu vô thượng, cái pháp này nó rất là sâu màu, ít có người tin được. Bởi vì nói về cái thân năm quẩn nó vô thường sinh diệt thì chúng ta dễ hiểu, còn nói ngay trong cái thân vô thường sinh diệt có cái chân thật bất sanh bất diệt ấy, thì khiến cho người ta không có nhận nổi, khó hiểu, không nhận được. Bởi vậy nên nói rằng cái pháp này khó mà tin. Chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói, chưa từng nghe thượng pháp thâm diệu như thế này. Thế Tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy hỷ, đại trí Xá Lợi Phất nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên. Phật đạo chẳng thể bàn, phương tiện tùy nghi nói, ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ, và công đức thấy Phật trọn hồi hướng Phật đạo. Thì như vậy toàn thể đại chúng đều hồi hướng để được thành Phật đạo. Thì như vậy thì không còn ai nghi rằng mình không thành Phật được nữa.
Đó là cái đoạn thọ ký cho ngày Xá Lợi Phất, và toàn chúng đều tùy hỷ hết rồi. Và đọc tiếp đến đây thì Đức Phật mới nói về cái ý nghĩa về thí dụ của ngài. Khi ấy Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, phương tiện mà nói pháp đều được, đều đạo, đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì giải Bồ Tát vậy. Nhưng Xá Lợi Phất, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó. Những người có trí do thí dụ mà được hiểu. Và đây Đức Phật ngài bắt đầu ngài chỉ cho mọi người biết rằng đoạn trước Đức Phật đã nói như là chư Phật dùng phương tiện này phương tiện nọ để giáo hóa chúng sinh, nhưng cuối cùng chỉ là đưa họ đến quả vị thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Bây giờ muốn rõ cái ý nghĩa đó thì nghe Phật nói cái thí dụ đây. Xá Lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc năm 100, 200 cho đến 500 người. Lầu cát đã mục, vách phên sụp đổ, chân cột hư nát, tính siêu xuyên siêu ngã, bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy cặp nhà cửa. Các người con của trưởng giả hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Thì cái đoạn này quý vị thấy cái bước đầu Đức Phật thí dụ, nghĩa là một cái nhà lớn, trong đó ông trưởng giả ông giàu lắm, nhưng mà cái nhà hiện ở đó đó thì nó lại bị hư mục, sắp ngã sập, rồi bốn phía lại lửa nó cháy hừng hực nữa. Cho nên ông trưởng giả ông thấy như vậy, ông đã lo lại thêm mấy đứa con của ông đương chơi giỡn ở trong đó. Như vậy thì ông mới phải nghĩ thế nào. Ông trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt và nghĩ rằng: ta giàu có thể nơi cửa của nhà cháy này ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn, không hay biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân đau khổ rất lắm mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra. Quý vị thấy ông trưởng giả ông tự thấy rằng tuy ông cũng ở trong nhà lửa mà bây giờ ông ra cách dễ dàng, không có khó, nhưng mà rất tiếc là cái đám con của ông ở trong nhà lửa cứ là chạy giỡn chơi hoài không chịu ra, rồi lửa đốt tới mà cũng không sợ nữa, không sợ sợ gì hết. Thì quý vị thấy cái nhà lửa đó là muốn nói cái gì, lửa đốt đó là nói cái gì? Ở đoạn sau nói: tam giới vô an du như quả trạch, tức là ba cái cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó không an giống như ở trong cái nhà lửa. Mà tại sao nói nhà lửa? Tôi nhớ năm tôi giảng ở trong chùa Xá Lợi, giảng cái phẩm này, rồi về cái có một người Phật tử làm ở đằng bệnh viện Chợ Rẫy, họ nói nhắn ra cho tôi nghe, họ nói rằng thầy giảng kinh thì nói chúng sinh đương sống trong nhà lửa, đương bị cháy đốt thiêu nóng, nhưng mà nhà bệnh viện chúng tôi qua mấy cái phòng lạnh, mở máy lạnh cái nó mát rượi,
nó nóng chút nào đâu, có cái gì đốt ở đâu. Rồi nói vậy thì nó không có sự thật à. Thì người ta kêu tưởng rằng lửa là lửa cháy rần rần ở ngoài đó, chứ không ngờ cái lửa mà Phật nói đây là lửa vô thường. Chúng ta sống một ngày, và một ngày đó nó trôi qua đi là cái lửa vô thường nó đốt mòn mình một phần rồi, phải không? Rồi hai ngày, ba ngày, cho tới một năm thì cái vô thường nó đốt, đốt, đốt. Nó đốt riết tới 60-70 năm cái sụm, phải không? Thì như vậy nó đương đốt mòn mà mình không hay. Quý vị có hay không? À, như vậy thì thật đúng là con tưởng giả, lửa tới mà không sợ nữa. Lửa đến đốt thân đau khổ rất lắm mà chẳng lòng chẳng nhàm lo. Đốt đau khổ vậy mà không có lo, không nghĩ gì hết á, không có chán, cứ ở trong đó chạy chơi à. À, thì quý vị thấy cái lòng ông tưởng giả lo cho con, thương con, rồi nhìn lại mấy đứa con. Nếu mình là người khách quan đứng ở ngoài thì mình phải nói sao mấy đứa con này? Nghĩa là nhà cháy sắp sập, lửa cháy tới thân, ông chạy ra rồi, ông muốn cho con chạy ra mà con cái nó không chịu chạy ra, ở trong nó giỡn chơi hoài, nó cũng không có chịu sợ lửa nữa, lửa đốt nó cũng không sợ nữa. Thì như vậy đó, thì những đứa con này nó thông minh tới cỡ nào. Thì quý vị thấy tất cả chúng ta ai cũng bị lửa vô thường nó đốt, nó đốt mòn 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 à. Như ngồi trước mặt tôi thấy ông trụ trì à, những năm mà ông còn ở dưới Phước Hòa thì thấy ông nó thục thịt đi một mạnh dạng, lên tới Huệ Nghiêm là ông cũng còn cứng cỏi, về chân không cũng còn kha khá. Bây giờ thấy ông già sụm xuống, nó đốt tới năm nay cái cao bụi sụm rồi. Như vậy đó thì cái bằng chứng cụ thể nó đốt mình, nó mòn mình có, đâu có hay. Nó bị nó thiêu đốt hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà mình không sợ. Có người nào không bị đốt không? Vậy thì ai cũng bị lửa vô thường nó đưa thầm thầm đốt, thầm thầm cháy, cho tới một cái ngày nào đó là rụi hết mà mình không biết. Tuy có cái đó cũng được mà không chịu sống với cái đó. Sống với cái đốt cơ mà. Bởi vậy nên là chúng ta nghĩ ra cho thật kỹ, rồi thương cho mọi người. Quý vị thấy dù cho có nhiều tiền, nhiều của, nhà lầu, xe hơi, nhưng mà rồi có cứu được cái lửa vô thường này không? Nghĩa là cũng không cứu được cái lửa vô thường. Lửa vô thường luôn luôn là đốt ngặt chúng ta mà ít ai chịu nhớ, ít ai chịu biết. Lại còn có cái niệm ngu si nữa, tức là mỗi một ngày qua là mạng sống mòn đi một phần, bị nó đốt mòn đi một phần. Rồi qua một ngày là bị mòn một phần, hai ngày là mòn hai phần, rồi tới hết tháng là mòn nhiều, rồi hết năm là mòn đáng kể. Như vậy đó mà mình có trông mau qua hết ngày không? Có trông không? Ngày nay mà không có gì vui, trông tới ngày mai, thấy không? Rồi ngày mai cái trông tới ngày mốt, rồi tới tháng này thấy là bộ chưa có cái gì phát đạt, mong tháng tới. Rồi tháng tới không phát đạt, mong tháng tới. Rồi tới năm, năm nay tuổi mình không tốt, mình trình đang sang năm làm ăn phát đạt tốt. Cứ vậy mà trông hết năm này qua năm nọ. Như vậy cái trông đó là cái trông để làm gì? Trông cho cái lửa vô thường đốt mau, đốt nhanh cho mình rụi, phải không? Đó, tức là trong mỗi ngày qua là mỗi ngày mòn, mỗi ngày mất, mà cứ trông nó cho hết ngày hết tháng, có phải trông chết không?
thì tâm mình luôn luôn là mong chờ hết ngày hết tháng, mà nói tới chết cái sợ, chết cái ngàn đó dừng lại, không chịu, không chịu mà cứ đòi, đòi hết tháng hết ngày. Như vậy thì con người nó điên đảo ngu si, không thể nào diễn tả nổi cái ngu si đó, phải không? Nếu đứng về mặt ông trưởng giả, ông nhìn đám con của ông á, ông thấy thiệt là đáng thương. Còn nếu như mình bây giờ mà dễ nổi nóng á, nhà cháy nè, sắp sập nè, mà mấy đứa nó chạy đi giỡn cổng, mình phải sao? Chỉ còn cái nước là cầm rơ mây vô mà rượt mà đập đó, rượt đập đó cho nó chạy ra, chứ còn tụi này nó ngu quá, nguy hiểm tới nơi mà nó cứ ở trong đó nó chơi giỡn cái gì, thú vị gì, trong khi đó lửa cháy hừng hực bốn phía, tai nạn dồn dập tới, mà nó cứ mê chơi đó, không đánh nó còn đợi chừng nào nữa, phải không? Nhưng mà vì ông trưởng giả, ông từ bi quá đi, ông không có, ông thương, à, ông không có dùng cái quy lực, ông không đánh đập, à, bởi vậy cho nên rồi khi đó ông mới nghĩ, ông nghĩ là ông có thể, ông có phương tiện, ông dùng giặt áo hoặc là dùng ghế rồi vân vân, ông ra ngoài thì dễ lắm rồi. Nhưng mà bây giờ đám con ổng đưa mê chơi trong này đây, không biết tính sao đây, à. Bởi vậy cho nên khi đó thì ổng mới như là đám con, nhà này đã bị cháy, phải liền mau ra, chớ để bị lửa đốt hệ. Nghĩ như thế rồi, theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con mau ra. Cha giàu thương xót khéo nói, để dụ dỗ mà các người con ưa vui chơi, chẳng khính tinh chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Nghĩa là ông cha ông tha thiết, ông nói rằng các con mau ra, dù cho cha có thương, nhưng mà bây giờ cái nhà nó sắp cháy, nó cháy, nó sắp đổ, sắp sập, nên phải chạy ra. Tuy cha nói thì nói vậy mà nó cứ mê chơi, ông nó nhìn ông cha nó là nó giỡn bình thường, nó không có thèm để ý gì tới hết trơn. Đó, mình thấy Phật nói những cái người nào mà ham chơi trong nhà lửa này có dính mình đúng không? Như vậy thì mình là những đứa con có mấy tội. Tội thứ nhất là ngu, phải không? Ngu quá sức ngu, lửa cháy mà còn không biết nữa. Đó. Nghe lâu lâu thấy già nè, sao mình già rồi ha? Mà không ngờ chính là vô thường nó thiêu đốt cho mình già. Đó. Thấy già rồi thì thôi rồi cũng quên, quên rồi cũng mê mê chơi rồi nữa. Lâu lâu thấy nó mình bệnh rồi ha, tức là vô thường nó đã đốt rồi, cái tới chừng gần tắt thở chừng nữa hoảng hốt lên, rồi thêm một cái nữa, cái lửa cháy mà không biết, cái hại tới mà không hay, đó là cái quá ngu. Rồi cha kêu bảo ra mà không thèm nghe lời nữa, thì đó là thêm cái tội bất hiếu, phải không? Cái tội hồi nãy là tội ngu si, bây giờ theo cái tội bất hiếu, cha kêu mà không chịu nghe lời, vậy mà đêm nào cũng lại Phật cầu nguyện rồi con sẽ kính tin Tam Bảo là nghe lời Phật để giải thoát sinh tử, nói nghe ngon lành lắm, phải không? Quỳ sám hối rồi nói nghe mà tha thiết lắm, nhưng mà rồi ra rồi thì thôi cũng chứng nào tật nấy, cũng ham chơi rồi cũng đùa giỡn, những cái không đáng cũng ham, những cái tào lao đâu cũng thích, phải không? À, bởi vậy nên nhiều khi rồi quý vị nghĩ cái đời tu là một cái đời hết sức là cao thượng. Tại sao tôi nói hết sức cao thượng? Bởi vì mình ý thức được cái lý vô thường, mình ý thức được lửa cháy, mình muốn ra khỏi nhà lửa, cho nên mình mới đi tu. Chứ nếu mình không muốn ra khỏi nhà lửa là đâu có đi tu. Vậy mà đi tu rồi cái rồi quên, mới quên cho nên rồi cái cũng tìm cách này cách kia để làm chết thì giờ cái vô ích. Tôi nói thí dụ, ví dụ như cái cực khổ mà mấy huynh đệ làm để mà tu á, thì cái cực khổ đó hay than vang. Thí dụ như ngồi thiền đầu hôm biểu ngồi một giờ
mà nếu lúc nào hứng tôi biểu ngồi giờ rưỡi á, thiên hạ có lên không? À, còn mỗi tối tụng thời kinh nửa giờ, mà nếu lúc nào tôi hứng rồi tôi nói thôi ráng tụng hai thời, thành nó giờ hơn giờ, có lên không? À, như vậy thì tăng giờ tu á thì quý vị kêu lên. Còn bây giờ nếu mà ông tư sự bữa nay cấy hay là bữa nay cắt lúa, công chuyện làm, nếu làm bỏ ngủ trưa, bỏ nghỉ trưa làm rút thì một ngày mới rồi. Còn nếu mà làm mà tới giờ nghỉ thì ngày nay không rồi. Nhưng bây giờ có Phật tử nào đem đầu máy, đem cùng phim tới rất hay. Cái này nói giờ quý thầy làm rồi mai cái nghỉ cái coi phim thì mới đó làm mất ngủ trưa mà có lên không? Như vậy thì bỏ ngủ trưa là để làm, và làm nó không có than thở chút nào hết, phải không? Tại sao mà không than thở? À, tại vì để mai mình có thời giờ rộng coi phim. Nhưng mà giờ cái phim đó là cái cứu quý vị ra khỏi sanh tử, ra khỏi nhà lửa không? Hay là chỉ là những trò vui, vui rồi mất, nó không có thiệt. Vậy đó mà ưa mê những cái đó là. Còn cái mà tăng giờ tu, tăng này kia đó thì bực bội, ra thầy hành mình quá, phải không? Như vậy tôi cho ai? Quý vị tôi cho quý vị, tôi cho tôi.